Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì hôm nay như được để chia sẻ trên những cái mạng xã hội đây thường có một cái cuộc nói chuyện với lại sàn Let Me Trade Sàn LMT thường có cuộc nói chuyện với lại giám đốc dịch vụ của sàn này và trong cuộc nói chuyện này thường đã hỏi giám đốc ví dụ rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến sàn Let Tray đây là một cái sàn mà cũng có một số bạn hỏi thuận là thường nghĩ sao về cái sàn này tại vì một trong những cái điều rất là nhiều bạn hứng thú với sàn này đó chính là cái chế độ copy trade như các bạn có thể là copy những người nào mà trade có lợi nhuận trên sàn các bạn có thể là copy cái trade của người ta vào trong chương mục của các bạn đây là một chuyên sàn mà có cái chế độ này cũng tương tự như là một số những cái sàn khác cũng có cái chế độ tương tự như là sàn Binbon mà nhiều bạn cũng đã biết thì đây là một trong những cái chế độ nhiều bạn rất là thích Và thường cũng có một số những thông tin Thường muốn chia sẻ với các bạn Một số những cái tài liệu liên quan đến cái sàn này Mà thường muốn chia sẻ để các bạn có thêm một cái sự lựa chọn Khi mà các bạn muốn giao dịch margin Thì trước hết các bạn thấy được là các bạn có thể là bấm vào cái link ở phía dưới của video này để có thể đăng ký sàn Let Me Trade và ở phần cuối video đó Thường cũng sẽ có những cái thông tin liên quan tới làm sao để đăng ký cũng rất là đơn giản các bạn bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy cái link để mà đăng ký khi mà các bạn vào thuầncapital.com hay cái link ở phía dưới cái video này đó các bạn sẽ tìm thấy À, cái link đăng ký của sàn Let Me Trade, các bạn bấm vào link đăng ký hay là các bạn thay bấm vào xem chi tiết Tại vì bây giờ có một cái ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà đăng ký thông qua link của thuận Capital Các bạn thấy được cái ưu đãi này, các bạn có thể nhận đến bonus lên tới 410 đồng USDT, 410 đồng Tether Và cái bonus này sẽ có hiệu lực từ ngày 16 tây tháng 12 cho đến ngày 31 tây tháng 12 thì các bạn thấy được là cái bonus này cái chi tiết sẽ nằm ở bên trên các bạn thấy được các bạn tùy theo là nạp bao nhiêu thì sẽ thưởng bao nhiêu và sẽ có một số những cái điều khoản và điều kiện các bạn cần phải xem để hiểu cũng như là làm sao để các bạn có thể nhận được những cái điểm tặng đến từ sàn Let Me Trade những thông tin chi tiết các bạn hãy bấm vào link ở phía dưới để tìm thấy và đương nhiên như bạn nào mà sử dụng link của thùng Capital thì các bạn có thể là đăng ký vào nhóm hỗ trợ để được sự giúp đỡ cần thiết khi mà sử dụng những cái sàn như là Let Me Trade thì khi các bạn mà đăng ký xong đó thì các bạn vào trong web này các bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ của mình các bạn có thể lựa chọn là tiếng Anh hay là tiếng Việt một số những cái thứ tiếng khác như là các bạn thấy là chúng ta lựa chọn tiếng Việt đi thì các bạn thấy là thông tin cũng rất là dễ hiểu thì thực ra mà nói là cái giao diện sàn này cũng không có gì gọi là quá khác so với những cái sàn chúng ta đã từng sử dụng như là các bạn thấy là sàn StepX hay là những sàn khác à, nhưng mà có một số những điều rất là khác à, giữa sàn này với một số những cái sàn khác một số những câu hỏi mà thường đã hỏi đó chính là sàn Let Me Trade này đó thì trụ sở nằm ở đâu thì hiện bây giờ đó giám đốc dịch vụ cũng như là CEO đó là ở Hồng Kông ở thời điểm hiện bây giờ và một trong những cái thế mạnh của sàn này như là chúng ta đã biết là có một cái chế độ các bạn bấm vào cộng đồng thì đây là cái chế độ copy trade để các bạn có thể sao chép lại những cái giao dịch của những cái trader khác và một trong những điều khác nữa chính là liên quan tới phí thì cái phí của sàn này đó thì cái phí cũng rất khác một số sàn cái phí của sàn này là 0,75% thì tương đối là không cao cũng không thấp. Cái bạn thấy là những cái sàn cao thì phí nó sẽ là hơn 1% và những cái sàn thấp phí nó sẽ thấp hơn con số này 0,75% nó không phải là cái phí thấp nhất nhưng mà cũng không phải là cái phí cao nhất. cái phí này coi như là cũng tương đối ok nhưng mà các bạn thấy là cái phí này đó là một trong hai cái phí duy nhất mà sàn này lấy từ những trader. Các bạn trả cái phí khi bạn trade và thứ nhì nữa là các bạn trả cái phí khi mà các bạn rút tiền. Chứ còn chúng ta nói tới là các bạn giữ những cái hợp đồng mà qua đêm đó thì sao không có tính cái phí qua đêm hay là funding rate trên các bạn, trên chân bạn chỉ trả hai cái phí duy nhất mà thôi, cái phí khi mà rút tiền và cái phí khi mà các bạn giao dịch là 0. 75% cho nên cũng rất là đơn giản không có nhiều những cái thủ phí như là một số những sàn khác và cái sàn này đó thì lấy cái giá trên sàn đó là đến từ hai sàn lớn một là sàn Huobi hai là sàn Binance và cái giá này phần lớn là đến từ hai cái sàn này các bạn cũng đã thấy là đây là một cái sàn mà chuyên cho giao dịch những cái hợp đồng cho nên đương nhiên sẽ không có tự tạo giá trên sàn mà sẽ lấy giá từ những sàn khác cho nên cái giá mà chủ yếu đến là đến từ sàn Binance phần lớn đây là điều mà được chia sẻ với thuận khi mà thường nói chuyện với lại giám đốc dịch vụ của sàn LMT thì đó là một trong những câu hỏi mà nhiều bạn muốn được hỏi đó chính là sàn này có cho người Hoa Kỳ tham gia hay không thì các bạn cũng đang thấy là phần lớn những sàn mà cho người Hoa Kỳ tham gia thì quốc tế không được tham gia như này những bạn mà ở Việt Nam sẽ không tham gia được và ngược lại những sàn mà thường là cho những bạn ở những nước khác tham gia thì Hoa Kỳ không có tham gia được nhưng mà sang này thì câu trả lời là bây giờ vẫn cho người Hoa Kỳ đăng ký và có thể đăng ký các bạn không cần phải KYC nhưng mà cái số lượng các bạn hay rút hàng ngày đó nó sẽ thấp hơn khi các bạn KYC đó nghĩa là xác minh thân phận thì cái số lượng hàng ngày nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các bạn có thể tham gia nếu như là bạn đang ở Hoa Kỳ. Đương nhiên, khi bạn ở bất cứ một quốc gia nào khác á thì các bạn vẫn có thể tham gia như là ở Việt Nam, ở Canada, ở châu Âu vân vân vẫn tham gia bình thường. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn có thể tham gia cái sàn này. Và sàn này thì các bạn thấy là sử dụng margin là 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, 125x tuy nhiên thường không khuyến khích các bạn trước hết là, thường không khuyến khích là các bạn sử dụng margin quá lớn tại vì margin càng nhiều thì nguy hiểm càng cao nếu như các bạn à, không có rành về trading thì margin cực kỳ nguy hiểm và thứ nhì nữa là các bạn không nên để quá nhiều tiền ở trên sàn tuy là khi mà thường nói chuyện với sàn này đó thì sàn này là họ lưu trữ tiền thông qua một cái công ty đó chính là công ty Cobo Custody nghe ra tiền trên sàn đó thì sẽ được lưu trữ bởi công ty Cobo Custody này là một cái công ty mà chuyên lưu trữ tiền cho khách hàng như là công ty Coinbase Custody gì đó thì đương nhiên họ sẽ có một số những cái bảo hiểm và đương nhiên là không phải lưu trữ hết 100% cái sàn này đó thì sẽ lưu trữ tiền trên sàn thông qua nhiều dịch vụ khác nhưng mà Cobo Custody là một trong những cái công ty lớn lưu trữ tiền cho sàn nhưng mà các bạn cũng đã thấy là cho dù là có công ty đứng ra để mà lưu trữ tiền để mà có bảo hiểm Nhưng mà cũng không có nghĩa là các bạn nên để quá nhiều tiền trên sàn Các bạn chỉ nên để cái số lượng tiền mà các bạn muốn thử nghiệm mà thôi Ngoài trừ điều đó ra thì các bạn thấy được là cái giao diện cũng rất là đơn giản Các bạn nào mà đã rành về trading thì cũng đơn giản thôi Các bạn có thể là đặt lệnh thị trường giới hạn. Nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm về sàn Trade á, thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm hỗ trợ của thùng Capital. Thường đã có một cái video uh, chia sẻ là làm sao các bạn có thể tham gia được vào cái nhóm hỗ trợ của thùng Capital để có thể nhận hỗ trợ nếu như các bạn gặp trục chặt sử dụng cái sàn này. Và cái biểu đồ sàn này thì các bạn thấy là được cung cấp bởi TradingView cũng rất là tương tự như là nhiều cái sàn khác. Chỉ có là các bạn thấy được là margin thì cũng căn bản là đơn giản hơn. 5X, 10X, 20X vân vân Và đặc biệt là các bạn có thể là tham gia vào copy trade cộng đồng Thì các bạn sẽ thấy được là các bạn có rất nhiều những sự lựa chọn Thật ra Thuận cũng đang nghiên cứu coi, coi là copy trade ở trên sàn Let Me Trade đó Thì có lợi nhuận như thế nào Thuận có thể là sẽ sử dụng một cái số tiền của bản thân mình Cũng như là Thuận đã thử nghiệm những cái ứng dụng của DeFi Để cho các bạn thấy được là tham gia vào những cái ứng dụng DeFi, Yield Farming thì lợi nhuận như thế nào thì thuận cũng sẽ làm điều tương tự cũng như là thuận làm điều tương tự với cái công ty BlockFi để các bạn thấy được là tham gia thì lợi nhuận như thế nào thuận cũng sẽ dùng một số tiền của mình để mà thử nghiệm một số những cái copy trade này, này coi coi là hiệu quả như thế nào lợi nhuận ra sao để mà chia sẻ thêm với các bạn đương nhiên là thuận cũng sẽ làm những video sau này để các bạn thấy được là lợi nhuận như thế nào để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái sàn này nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta có một số những cái sự lựa chọn rất là nhiều những cái trader tùy theo các bạn thích trader loại nào các bạn có thể là lựa chọn trader tính theo roi có nghĩa là tính theo lợi nhuận phần trăm là bao nhiêu à, tỷ lệ thắng là bao nhiêu và năng suất là bao nhiêu các bạn có thể là tìm hiểu những cái copy trader này coi coi là người nào phù hợp với cách trading của các bạn người nào phù hợp với lại cái sự chấp nhận nguy hiểm của các bạn và một chương điều mà các bạn cần phải lưu ý đó chính là một số những trader họ sẽ lựa chọn là cho lại cộng đồng bao nhiêu tiền như là họ có thể lựa chọn là cho lại cộng đồng 10% đi có nghĩa là khi mà họ giao dịch đó, có lời đó thì họ sẽ chia 10% của lợi nhuận đó cho những người nào mà theo dõi họ đây là một trong những cái cách mà các bạn có thể tìm kiếm được là trader nào phù hợp với mình khi mà các bạn muốn follow họ Bạn thường sẽ có một cái video chi tiết hơn sau này à, cho những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về sàn let me trade này thì để mà sign up, á, đăng ký cho sàn Trade cũng rất là đơn giản Các bạn bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy cái link giới thiệu của thùng Capital Sau đó các bạn bấm vào cái link đó các bạn sẽ đến cái trang mà sign up này Thì các bạn thấy được là sign up thì cũng rất đơn giản các bạn để email à, Mật mã Sau đó các bạn xác minh được mật mã của mình Sau đó các bạn Có thể thấy được là sẽ có sẵn cái refer code nghĩa là cái mã giới thiệu của thùng Capital Sẽ có sẵn trên đây Và sau đó các bạn sẽ bấm vào cái nút này để chấp nhận dịch vụ của Let Me Trade và sau đó các bạn bấm Register Now để mà đăng ký. Sau khi bạn bấm, bấm Register Now á, thì các bạn thấy được là các bạn sẽ nhận được một cái mã đăng ký gửi tới email của các bạn. Các bạn vào email, các bạn lấy cái mã đó. Sau đó các bạn để 6 cái mã đó vào trên cái trang này để mà đi tới bước kế tiếp. Thì sau đó các bạn thấy được là các bạn đã có thể đăng nhập vào trên trang Let Me Trade bằng cách để email. Sau đó là để password, có nghĩa là để cái mật mã các bạn đã tạo mới đây bấm login sau đó các bạn sẽ nhận được một cái mã xác nhận gửi tới email thì mà lấy cái mã xác nhận đó là một lần nữa để sáu cái mã xác nhận vào email kế tiếp các bạn thấy được là các bạn đã đến cái trang chính thức của Let Me Trade và các bạn có thể là thấy được là chúng ta có một số những sự lựa chọn như là các bạn có thể là bấm vào contract để mà đầu trade hợp đồng, các bạn có thể bấm một swap để mà thay đổi những cái đồng hay là bấm vào affiliate nếu như các bạn muốn tìm những thông tin refer vân vân và cái mã giới thiệu của thuận nếu như mà nào muốn thì sẽ là hai năm x nhỏ tám năm chín đây là cái mã giới thiệu nhưng mà nếu các bạn bấm vào cái link ở phía dưới rồi đó thì các bạn sẽ có sẵn mã giới thiệu khi các bạn đăng ký và sau khi đăng ký xong đó các bạn có thể là bấm vào cái account của mình bấm vào xác thực danh tính để các bạn có thể là KYC sau khi mà KYC thành công thì đương nhiên là các bạn có thể là rút ra hàng ngày có số tiền cao hơn không KYC thì các bạn có thể rút ra với cái số tiền thấp hơn Đây là những cái thông tin căn bản liên quan đến sàn Let Me Trade mà thường muốn mang đến cho các bạn à, một cái lựa chọn để các bạn có thể là sử dụng xem coi là cái sự lựa chọn của sàn Let Me Trade này có tốt hơn là những cái sự lựa chọn như là sàn NFX hay là sàn Binance hay là sàn Bybit hay là không thì các bạn có thêm một sự lựa chọn cũng là một điều mà tôi nghĩ là nhiều bạn có hứng thú cũng như là muốn tìm hiểu thêm về cái chế độ copy trade này như thế nào và thuần sẽ có thêm nhiều video sau này liên quan sang Let Me Trade để mà cùng nhau thử nghiệm với các bạn. Khi mà có hứng thú thì các bạn có thể bấm vào cái link phía dưới video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.